danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học môn toán lớp 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Trong chủ đề 1, ôn tập và bổ sung, cô và các con sẽ cùng nhau học bài đề Symmet. Chúng mình sẽ cùng vào phần 1 khám phá. Con hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài là 1cm và 10cm. Đây là thước thẳng. Chúng ta sẽ cùng vẽ các đoạn thẳng 1cm và 10cm các con nhé. Đầu tiên, cô sẽ vẽ đoạn thẳng có độ dài là 1cm. Từ 0 đến 1 sẽ là 1cm. Cô vẽ tiếp đoạn thẳng có độ dài 10cm. Và 10cm này sẽ bằng 1 decimet đấy các con ạ. Đây cũng là đơn vị đo độ dài mới mà hôm nay chúng ta được học. Decimet là một đơn vị đo độ dài. Decimet viết tắt là chữ D và chữ M. 1 decimet bằng 10cm. Và 10cm sẽ bằng 1 decimet. Các con hãy nhắc lại theo cô nào. Decimet là một đơn vị đo độ dài. Decimet viết tắt là chữ D và chữ M. 1 decimet bằng 10cm. Và 10cm bằng 1 decimet. Chúng mình sẽ cùng đến với phần 2, thực hành. Bài tập thực hành thứ nhất, con hãy viết vào vở nhé. Con hãy viết decimet gồm chữ D và chữ M. Con vừa viết vừa đọc decimet, decimet, decimet. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết 2 decimet gồm số 2, chữ D và chữ M. Tiếp theo là 7 decimet, 12 decimet, 12. Chúng mình cùng sang bài tập số 2. Phần A, con hãy đo độ dài của găng tay nhé. Đây là cách đo độ dài của găng tay. Con đặt ngón cái vào vạch số 0 trên thước. Độ dài găng tay sẽ bằng độ dài từ ngón cái cho đến ngón dài nhất trên bàn tay là ngón giữa. Ở đây, bạn đã đo được găng tay dài 13cm. Và độ dài găng tay của mỗi bạn là không giống nhau. Vậy nên các con hãy tự thực hiện đo độ dài găng tay của mình nhé. Chúng mình cùng đến với phần tiếp theo, dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng. Găng tay của em như thế nào với 1 decimet? Và như thế nào với 2 decimet? Chúng ta hãy nhớ rằng 1 decimet bằng 10cm. Vậy ở đây, ta sẽ trả lời được rằng găng tay của em dài hơn 1 decimet. Và găng tay của em ngắn hơn 2 decimet. Chúng mình cùng sang phần B. Con hãy ước lượng chiều rộng và chiều dài của quyển sách giáo khoa toán nhé. Ở đây, cô ước lượng chiều rộng của quyển sách khoảng 2 decimet. Và chiều dài của cuốn sách khoảng 3 decimet. Cô mời chúng mình cùng đến với phần 3, luyện tập. Bài tập luyện tập thứ nhất, điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi. Đây là kẹp giấy. Kẹp giấy này dài bao nhiêu cm các con nhỉ? Đúng rồi, kẹp giấy này dài 2cm. Còn đây là dụng cụ gọt bút chì. Chúng ta sẽ tìm độ dài của dụng cụ gọt bút chì dựa vào độ dài của kẹp giấy nhé. Kẹp giấy dài 2cm. Và độ dài của dụng cụ gọt bút chì bằng độ dài của hai kẹp giấy. Vậy ta sẽ có phép tính 2cm cộng 2cm
bằng 4cm. Và cô sẽ trả lời được rằng dụng cụ gọt bút chì dài 4cm. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng tìm chiều dài của bút chì nhé. Chiều dài của bút chì tương ứng với chiều dài của 3 chiếc kẹp giấy. Vậy cô cũng sẽ viết được phép tính là 2cm cộng 2cm cộng 2cm và cô được 6cm. Vậy ta sẽ trả lời được rằng bút chì dài 6cm. Chúng mình cùng sang bài tập số 2, tính. Phần A, 6cm cộng 3cm. Cô lấy 6 cộng 3 được kết quả bằng 9. Cô thêm chữ cm vào đằng sau. Cô được 9cm. 10dm trừ 4dm bằng 6dm. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng thực hiện phần B. 3cm cộng 7cm trừ 9cm. Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt nhé. 3cm cộng 7cm bằng 10cm. 10cm trừ 9cm bằng 1cm. 8dm trừ 6dm cộng 8dm sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Chúng ta cũng sẽ thực hiện lần lượt nhé. 8dm trừ 6dm bằng 2dm. 2dm cộng 8dm bằng 10dm. Chúng mình cùng sang bài tập số 3. Người ta cắt rời các băng giấy màu xanh và màu đỏ như hình vẽ. Đây là băng giấy màu xanh đã được cắt rời. Và đây là băng giấy màu đỏ đã được cắt rời. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải tìm ra xem trước khi cắt thì băng giấy màu xanh dài bao nhiêu cm, băng giấy màu đỏ dài bao nhiêu cm và băng giấy màu vàng dài bao nhiêu cm. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm độ dài của băng giấy màu xanh trước khi bị cắt nhé. Băng giấy màu xanh được cắt rời thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài 3cm. Và đoạn thứ hai dài 6cm phải không nào các con? Cô lấy 3cm cộng 6cm sẽ được 9cm. Vậy cô trả lời được rằng băng giấy màu xanh dài 9cm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm độ dài của băng giấy màu đỏ nhé. Băng giấy màu đỏ được cắt thành 3 đoạn. Đoạn thứ nhất có độ dài là 1cm. Đoạn thứ hai có độ dài là 3cm. Và đoạn thứ ba có độ dài là 4cm. Cô lấy 1cm cộng 3cm cộng 4cm được kết quả là 8cm. Vậy băng giấy màu đỏ dài 8cm. Cuối cùng là băng giấy màu vàng. Băng giấy màu vàng dài 10cm. Chúng mình cùng sang phần B. Xanh, vàng hay đỏ? Băng giấy dài nhất màu gì các con nhỉ? À đúng rồi, sau khi tìm được độ dài mỗi băng giấy trước khi bị cắt, ta có thể thấy ngay được rằng băng giấy dài nhất là băng giấy màu vàng. Và băng giấy ngắn nhất là băng giấy màu đỏ. Chúng mình cùng sang bài tập số 4, điền số. Trước khi thực hiện bài tập số 4, cô sẽ nhắc lại với chúng ta. 1dm bằng 10cm. 10cm bằng 1dm. Chúng mình cùng thực hiện phần A nhé. 1dm bằng bao nhiêu cm? 1dm sẽ bằng 10cm phải không nào? Vậy 2dm thì sao? 2dm sẽ bằng 20cm. Và 7dm sẽ bằng 70cm. Chúng mình cùng sang phần B nhé. 10cm sẽ bằng bao nhiêu dm các con nhỉ? Đúng rồi, 10cm sẽ bằng 1dm. 20cm bằng 2dm. Và 50cm bằng 5dm.
chúng mình cùng đến với bài tập số 5 nhé. Điền số tích hợp vào dấu chấm hỏi. Anh cao 15 dm và em cao 12 dm. Vậy anh cao hơn em bao nhiêu dm? Muốn biết anh cao hơn em bao nhiêu dm, ta sẽ lấy chiều cao của anh là 15 dm trừ đi chiều cao của em là 12 dm. 15 dm trừ 12 dm bằng 3 dm. Vậy anh sẽ cao hơn em 3 dm. Hay nói cách khác, em thấp hơn anh 3 dm. Chúng mình cùng sang bài tập số 6, ước lượng rồi đo chiều rộng bàn học ở lớp em. Đây là hình ảnh minh họa của bàn học. Đây là chiều dài bàn học và đây là chiều rộng bàn học. Chúng ta sẽ cùng ước lượng và đo chiều rộng của bàn học này nhé. Cô ví dụ, cô ước lượng chiều rộng bàn học này là 7 dm. Và khi đo, cô thấy chiều rộng của bàn học là 6 dm. Các con hãy thực hành ước lượng rồi đo chiều rộng bàn học ở lớp của chúng mình nhé. Chúng ta cùng sang phần hoạt động thực tế. Các con hãy tập ước lượng và đo một số đồ dùng trong gia đình theo đơn vị dm. Các con thân mến, vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúc các con chăm ngoan, học tốt và hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.